anh em mình xin kính chào bác chị Hoàng. Xin chào. À, chị Quyên, ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị Hoàng sức khỏe giàu năng. Anh Quyên ba, hôm nay chơi trò gì gần quá. Đó là hào sữa, tôm, phải là rau sống không? Có ớt, có một chai, một người là một clip bù tạc. Này phải nói là dịch dịch từng cái nắp luôn nè. Dạ, hơi ớt khá nồng luôn. 2 kg anh ba. Đây. Lâu lâu giật găng quá. Người như luôn 2 kg. Cái này giật lỗ tai luôn. Giật lỗ tai nha. Trời ơi. Lâu lâu chơi cảm giác mạnh quá. Nhờ cái bàn sát ở đây. Chi lo gọt cái đã. Giật cái răng như. Bây giờ nói hai anh em này. Cái này á thì không cay á. Hai anh em ăn dừng trong vòng 5 phút là xong rồi. Nhưng mà cay thì nồng. Hôm nay em để cho anh, hai anh em đó là 20 phút. Cái nước á, cái nước cái hàu nó ra một nước tương chút xíu gì đó thì em không tính xí xóa cho anh em. Tính ha. Cái không ha. Cái không. Ha. Rồi. Anh có hiểu không đi? Ok. 20 phút. Rồi. Anh có thêm nước đôi gì không? Không vậy luôn á. Rồi, anh xịt xong đi mới bàn được. Tính chuyện trăm năm gì đi. Rồi xong chưa? Rồi. 20 phút ha. Rồi. Người thắng cuộc được 3 xị. Hôm nay nghèo rồi. Thua 3 xị rồi. Thắng được 1 triệu ha. Rồi. Nó này nghèo chơi 3 xị luôn. Cho trộn luôn không? Cho trộn phía sau là sử dụng hết bù tạc. Cho trộn hết. Trộn đều đi, trộn đều đi rồi cái phần nước á. Cái ớt cái tinh á có quyền ăn được thì bỏ. Trộn em. Anh ba trộn nữa ba. Chọn đi, hai anh em chọn đi. Chọn cái đều á, nó thấm đều á. Tại vì cái này là đầu sống không à. Anh nuôi chọn bằng tay, anh nuôi cho nó nó đều hơn. Anh coi nè, bù tạc, cái dính bù tạc luôn cho con. Cho nó ra ha, cho em. Trời ơi, cái gì mày. Đó, nó gạt chọn gì ra, bắt đầu con tép với con hàu nó sẽ tái rồi. Hào chưa tái nữa mà mặt anh tái rồi. Dạ. anh ăn ớt chứ ăn bù tạc có giỏi mà. Không, cái ớt giỏi hơn cái bù tạc này. Dạ. Cái ớt cay cái nào chịu được hết cái bù tạc này. Nó giật răng bữa. Nó nồng lên lỗ mũi quá à. Rồi xong chưa? Rồi. Rồi chuẩn bị nha. Rồi xong thì diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị bạn dùng hào với hai anh em mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. Được. 1 Cái dĩa đựng đuôi không? 2 3 Chua. Chua rồi à. Hai, người ta kia dễ cao lấy thành đàn luôn các người. Rồi, bao nhiêu mà. Ăn cái nước lên hít không khí à. Ăn bên đây mà không bò anh kia gống. Hầu như là cái gì cũng mỗi liếc bò nó chưa có gì.
thì nồng, ớt thì cay ha, hai cái cộng loại ha. Cho miếng tiêu với nữa. Không có cho tiêu, cho tàu tiêu vô còn dữ nữa. Lâu vậy cảm giác mạnh vậy nó dưới nó giật răng. Cái này muốn ăn lẻ cũng không ăn được, tại vì nó cay nồng quá. Cảm giác mà cay nồng quá chịu không nổi thì có quyền giơ cờ nha, ngưng nha. Cái tôm mà ngồi cái thằng này à. Vậy mà phái đúng không? Ừ. Giống như em cái gì đó. Ăn cái này á là nó nồng cay rất là khó ăn, nhưng mà lại khoái ăn. Ở người ta mới bán hải sản sống bù tạc được. Đúng rồi. Ăn phải ngó lên trời đều vậy. Mày có tiếp bữa nay cay kinh hoàng chứ. Dạ. Sao đâu có nồng dữ luôn. Em mua cái loại ngon á, em dặn mua cái loại ngon. Không, không, không. Quá khá rồi. Nồng dữ không mới được trước không. Cảm giác mà cay nồng quá chịu nổi thì ngưng anh ba. Đẩy nước luôn. Hộp sữa này ta để lên cái cục đá. Nó lạnh lạnh ăn hoài luôn được. Ngon. Cái này dưới gốc hành đồ. Cái này mình để đá vô mình cân ký không được. Thành ra cái con hào này nó đương trong đá mình lấy ra. Nó cũng lạnh nè. Thank you.
Ăn 300-400 cà ga mớ ăn. Ông nồng. Bữa nay con lớp mà nồng kinh trời. Ah!
bị quả sức bị hôi luôn. Này khỏi xong, tâm cảm khỏi nấu xong chi, ăn này đau hôi rồi hết rồi. Quy ăn cái bù tạc này không lợn ba, thua ba sao quá. Quá hai anh ba. Em giỏi đó hả? Còn mấy con nữa. Thua. Thua non đi. Giờ cờ luôn đi. Bây giờ gán đuổi cũng không kịp đâu. Chừa con tôm ăn sau cùng chán miệng. Chảy mũi luôn, con móc chảy mũi luôn. Quá hay anh bơi. Còn nhà anh ba ăn ớt bồ tạc rất hay. Anh Nguyễn ăn ớt giỏi mình mới cắp kèo cho anh Nguyễn ăn với lại anh ba mà cuối cùng thua non anh ba luôn. Quá hay. Sao cảm giác sao anh ba? Tới trời luôn. Tới trời luôn hả? Trả lời một câu một chắc tới trời luôn. Tới trời luôn hả? Hay quá, bạn ăn bồ tạc với ớt hay thiệt. Một tiếp này với ớt vậy ăn không phải là dễ ăn đâu, ăn hay thiệt, 15 phút rồi. Chắc không ai làm được đâu. Thôi lụm luôn ơi. Okay. Wow. Mũi à, nghe mũi nói chuyện nghe ghè luôn rồi. Hay thiệt. Này đâu có nấu xong nấu gì đâu. Lâu lâu có cảm giác, mình chơi cảm giác cái gì cho nó giật găng bỏ anh bà. Nhưng mà cho em hỏi cái, anh ăn bồ tạc với ớt thì ra trong bao tử em có nóng cái gì anh thử như anh bà? Không. Bình thường hả? Quen ăn cái ớt chứ rồi nó đồ nóng rồi. Quen ăn ớt cụ tạc rồi phải không? Ừ. Ok. Ngon thiệt. Con cái nồng quá. Nồng quá ăn không lại phải không? Không lại. Cay anh chịu được. Ừ. Nồng quá không kịp không? Không kịp bà. Mấy anh em ở đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và đang chờ lời bác ơi.